Trong mỗi trận đấu của Điện thoại Việt Nam ở Mỹ Đình, cư dân mạng vẫn thường hài hước dành lời khen ngợi cho cách quay phim. Nguyên do bởi họ có cách tìm ra địa điểm của những nữ cổ động viên vô cùng tài tình. Hôm nay, các ống kính camera lại kết thúc nhiệm vụ xuất sắc với hai cô gái hiện ra trên khán đài. Một trong hai cô nàng đó tên là Đinh Ngọc Mai và có danh tính khá không xa lạ. Cô gái hiện ra trên truyền hình. Ngọc Mai sinh năm 1997, vừa tốt nghiệp Đại học Văn hóa Hà Nội. Nếu ai từng xem xét thì trước đó trong một trận đấu của Điện thoại Việt Nam, Ngọc Mai đã đến sân Mỹ Đình cùng vài người bạn và cũng được camera quay đến, khiến dân mạng vô cùng xem xét. Hôm nay em đến sân xem bóng đá cùng hai người bạn khác. Bình thường em rất thích và cũng hay xem bóng. Những trận của Điện thoại Việt Nam em đều xem. Như đợt ACU 2018, cứ trận nào đá ở Mỹ Đình là em đều thu xếp đến xem hết, cô gái 22 tuổi chia sẻ. Cô gái hiện ra ở Mỹ Đình. Khoảnh khắc hiện ra trên truyền hình của Mai khiến chính cô bật mỉm cười. Nguyên nhân đơn giản bởi khi đó cô đang lấy tay che má, mắt thì nhắm lại. Em có buồn mỉm cười khi xem lại hình gì lúc ấy mặt đang nghiêm túc bởi Malaysia đang tấn công. Em căng thẳng và lo lắng, tay thì đưa lên chỉnh miếng cờ dán bên má quảng hồn rơi. Cuối cùng bị quay lên truyền hình mà chẳng biết, mặt hơi thộn nên buồn mỉm cười lắm luôn. Cô gái từng hiện ra trên truyền hình khi đi xem bóng đá. Trên mạng xã hội, nhiều bình luận cho rằng cô ở pha Facebook và bên khi bị quay lên như thế hơi khác nhau. Cô gái này cũng đưa ra luận điểm của mình. Đây không phải lần đầu em lên hình đâu mà trước đó cũng nhiều lần rồi. Mọi người đều nói rằng em khi quay hơi bị dìm so với bên ngoài. Trước đó, em có quay chương trình nóng cùng Quê Cui 2018, em là cô gái đại diện Điện thoại Thụy Điển. Hóa ra, quanh đi quẩn lại vẫn là khuôn mặt không xa lạ với fan bóng đá thôi. Cô nàng này cũng chia sẻ rằng bạn dạng thân ấn tượng với cầu thủ Công Phượng. Cậu ấy có lối đá sáng sủa tạo, kỹ thuật cá nhân cũng tốt nữa. Ở trong nước, em thích câu lạc bộ bóng đá Hải Phòng vì là người Hải Phòng. Trước đó em cũng hay ra đi sân Lạc Tray xem bóng. Điện thoại quốc tế em thích Điện thoại Đức và Thụy Sĩ. Bình thường, em có nghe nhiều người rỉ tai con gái xem bóng đá là A-dua. Em chỉ thấy buồn mỉm cười thôi. Kể cả một người không biết gì bóng đá vẫn có thể đến xem mà, miễn đừng có biểu thị gì quá mức. Bản thân em cũng có chút hiểu biết về bóng đá và thích từ nhỏ nhắn rồi nên có thể nói rằng em chẳng xem gì phong trào đâu, cô gái trẻ chia sẻ. Cùng xem một số hình ảnh về cô gái xinh đẹp.